của ta ngủ ngoan nha. Ủa, ai giống chị Vân Trang vậy cả? Mà sao phải đi nhanh dữ vậy ta? Ngủ ngoan nha các con. Ủa, sao con của ta tím tái hết trơn vậy nè? Ai, ai làm gì con ta vậy chứ? Phải tìm ra thủ phạm mới được. À, bỏ chân chị ra đi mà, cái gì vậy? Chị Vân Trang đánh con của em tím tái cả người. Hung thủ, sát nhân. Hả? Ủa, sát khoai mới có lý chứ sao lại là sát nhân? Sát khoai, chị là thừa nhận rồi phải không? Chị thừa nhận cái gì đâu. Thì tại vì em nói sai cho nên chị chỉnh lại cho em nói đúng mà. Chuyện gì? Chuyện gì mà níu níu kéo kéo vậy kìa? Tự nhiên khoai lang trắng lại nói là Vân Trang sát khoai gì đó rồi làm con em ấy tím tái cả người. Không có hiểu gì hết à. Khoai lang, chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe xem nào. Con có 4 đứa con. Vậy mà chị Vân Trang vừa đi ngang, giờ 4 đứa con của con thành 4 đứa trắng và 1 đứa tím. Không phải chị Vân Trang gây ra thì là ai chứ? Ê, khoan khoan, khoan đã. Em nói cái gì chị không hiểu vậy? Em có 4 đứa con đúng không? Rồi tự nhiên bây giờ 4 đứa trắng, 1 đứa tím. Là sao? Là tới 5 đứa lận hả? Ờ hét, là sao ta? Cuối cùng là như thế nào? Doctor khỏe bó tay luôn rồi nè. Là như thế này đây. Khoai lang tím. Dạ, là con đang đi du lịch bằng máy bay mà ngủ quên nên rơi xuống nhà của cô khoai lang trắng nên mới bị hiểu nhầm sớm giờ đó. Thôi, thì ra là khoai lang tím. Tự nhiên nói tím tái cả người là bây giờ Vân Trang nhìn sợ khoai lang tím luôn á, không dám ăn luôn á. Ủa, vậy là mình hiểu nhầm hả? Thôi, rút thôi. Ơ, khoai lang trắng, bộ đi dễ dàng vậy đó hả? Khoai lang tím, sao tự nhiên con lại buồn vậy, hả? Tự dưng chị Vân Trang nói bị ám ảnh vì màu tím của con, nên con buồn. Ờ, thôi bà, có cái gì đâu mà buồn không biết. Chị buộc miệng nói răng vậy thôi. Chứ chị sẽ thương em giống như là thương khoai lang mật và khoai lang trắng, chịu không? Vân Trang nên thương khoai lang tím hơn á, thì sẽ tốt cho Vân Trang đó. Ừ, nói vậy là sao hả Đốc Tôi Khỏe? Đốc Tôi Khỏe giải thích rõ hơn đi. Vân Trang có biết là ở Mỹ, người ta nghiên cứu và cho thấy khoai lang tím rất tốt cho người bị cao huyết áp. Nên người bị cao huyết áp mà vừa uống nước vừa dùng khoai lang tím thì sẽ giúp huyết áp càng hiệu quả mà không bị tăng cân. Vì em giàu chất anthocyanin, vỏ khoai em chứa chất anthocyanin. Chất anthocyanin có thể cắt được cơn đau tim, giảm thiểu các tổn thương não liên quan đột quỵ và ngăn cản sự tạo thành các cục máu đông trong lòng mạch máu đó ạ. Wow, nghe hấp dẫn quá. Vậy là khoai lang tím rất là tốt cho những ai có vấn đề về cao huyết áp và tim mạch. Tuy nhiên, riêng với các trường hợp bị tiêu chảy, viêm dạ dày, đường huyết thấp, nên hạn chế ăn khoai lang nha, vì sẽ làm cho tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Cảm ơn Đức Tôi Khỏe, và cũng nhờ bạn khoai lang tím ngày hôm nay ngủ gục, ngủ quên, cho nên là chúng ta mới có thêm một thông tin vô cùng bổ ích là khoai lang tím rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ngủ quên, thôi chết rồi. Đây là đâu? Làm sao đem về được nhà? Đây là đâu? Nhà ta là ai? Trời đất ơi, khoai lang tím mất cả phương hướng luôn rồi quý vị ơi. Bây giờ thì chào quý vị khán giả xong, Vân Trang sẽ đưa khoai lang tím về, chịu không? Bye bye quý vị khán giả.